Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là The Lemon Gaming, mình cũng khá lâu rồi mà không có video. Là hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại với chiếc huyền thoại phần 4 huyền thoại này. Mà lần này sẽ không phải Super Way hay gì đâu, mà hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi. Giới thiệu thôi chứ mình không hẳn là chơi, chứ không biết gọi là sao. Nhắn nó cứ tới, mình thấy cả tên nó khó chịu nên các bạn cho mình cảm. Hôm nay cái iPhone của mình á, thì nó không có dùng video được, tạm thời thôi. Nên mình sẽ có chịu thôi. Thì đây là web phone. Web phone hay web phone là cái gì phone đấy mình chả biết, phone gì. Nó là một cái tựa game bán free, đây là bán free trên App Store. Và như các bạn thấy mình nó cầm khẩu 1454. Nó không hẳn là cầm. Bởi vì chỉnh cái ống ngắm của nó không được này. Đó, mình có thể gắn cái thắt lai gì đấy. Hoặc là các bạn có thể gắn cái grenade launcher này luôn cũng được. Đó, máy mình hơi lắc á. Cách thức hoạt động: kéo lên, hoặc là các bạn ấn vào cái nút kéo đạn á. Hoài nhờ. Các bạn tập đạn. Không ăn được. Chưa gặp chỗ an toàn thì nó là rất là thật luôn nha. Kéo tiếng to lên chút. Bạn thấy không? Đánh như thật luôn. Và để cái tiếng silence của nó hơi ảo nhỉ, phải không? Gỡ cái silence của nó ra. Cái nòng giảm thanh á. Rồi lắc máy như kìa. Kẹt đạn. Vui nhỉ. Nó trong này nó còn chơi kẹt đạn nữa chứ, đôi lúc là nó hay kẹt đạn lắm. Và đó, nói chung là bấm rất tít luôn nha. Đấy, cái mình thấy sướng nhất luôn. Quảng cáo này thì khi mà các bạn chơi này thì các bạn nên tắt wifi đó để trả thù quảng cáo luôn ha. Này khẩu Gatling gun nữa. Cái gun luôn, kéo đạn lên này, ấn cái nòng ở dưới này, mình chỉ bắn thôi. Hai ca viên luôn, bắn tít lắm, không vụ không không có vụ kẹt đạn đâu nha, rất tít luôn, 2.000 viên, bắn được bao lâu thì mình bắn, không thì thôi. Rồi gì nếu có thời gian thì mình sẽ nâng cấp nhầm giới thiệu thêm các bạn Wii Phone. Nói chung là hết clip để làm rồi thì làm Wii Phone chơi đỡ. Các bạn để thế này chơi với máu này vẫn tiếp luôn. Cơ chế hoạt động Gatling gun, vì cái cơ chế hoạt động Gatling gun này cái vấn đề mà chủ yếu bắn hơi lâu á, chỉ lên thùng hàng bằng thờ và quay tay thôi. Bắn rất lâu luôn nha. Nhưng mà bắn bao lâu, hai ba phút rồi, 1 phút. 200 mấy viên này, 200 viên, 100 viên, 50 hết. Mình sẽ giới thiệu thêm một bảng Wii Phone nữa rồi mình cùng. Đấy. Giờ thì chúng ta sẽ đến với bảng số 2. Đó. Tại Wii Phone kiểu mấy khẩu súng tiện lợi ấy. Mấy súng hiện đại mà không biết nó sao nữa. Các bạn chơi Rainbow Six chưa? Ai đã từng chơi Rainbow Six rồi á, Tom Clancy Rainbow Six Search thì hãy để lại vào bình luận. Vì khẩu súng này nó rất là quen nha. Đến phá cái này, cái khẩu đây này. Rất là quen luôn nha. Chỉ có mấy người mà chơi Tom Clancy Rainbow Six mới biết thôi. Vậy đó. Các bạn chơi Tom Clancy rồi thì các bạn mới biết chứ cũng bình thường thì
Đây các bạn, đây để bắn này. Tít lắm. Mình có livestream lỡ lờ liên minh á. Nhưng mà thì máy chơi trận 1 á, chứ trận 2 là nó bị crash nên cũng hay ấn nhầm cái chế chốt an toàn đó nhỉ. Bắn kiểu như cây flamat á. Trong này có vài cây súng thì thôi mình từng đấy là được rồi, mình sẽ dựng clip từ đây. Và tin vui với các bạn là một tháng sau mình hy vọng là có thôi, gia đình mình chu cấp cho mình một bộ máy tính thì sẽ có một bộ máy tính, và bộ máy tính đó sẽ được dùng để làm YouTube ha. Ha ha. Lúc đó thì mình sẽ đi về Minecraft, series Minecraft sinh tồn. Thôi thôi, được rồi, mình nghỉ đây. Bye bye. Chào.